Quán tưởng bệnh hảo tướng. Bước kế tiếp nên phải nhất tâm chuyên niệm quán kỹ Phật A Di Đà. Người nào quán tưởng Phật A Di Đà từ một tướng hảo mà vào, chỉ quán lông trắng giữa hai mày khiến rất tỏ rõ. Được thấy lông trắng ấy rồi thì tám vạn bốn ngàn tướng hảo tự nhiên sẽ hiện. Người nào thấy Phật A Di Đà thì liền thấy vô lượng chư Phật mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là pháp quán tưởng tất cả sắc thân Phật. Phật Nam.